Hi, xin chào các bạn thì rất vui được gặp các bạn thông qua những clip mình chia sẻ về những cái mẫu xe mới các bạn để cho các bạn có thể chọn được một cái mẫu xe mình sử dụng tốt nhất nha là, là trước tiên mình cũng cảm ơn tất cả các bạn năm vừa qua cũng đã yêu quý đăng ký ủng hộ cũng như like chia sẻ kênh cho mình mình cũng rất vui khi mà được kết bạn với tất cả các bạn nha thì một lời nữa cho mình xin chúc các bạn một năm mới dạng sự như ý mạng ăn phát tài nha thì ngày hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn về cái mẫu xe Siêu bộ chế hoạt khí với một cái màu là xanh trắng hoàn toàn mới các bạn phiên bản mình đang quay cho các bạn là phiên bản à, Niềm Năng Hoa còn gọi là bánh cam phanh đĩa các bạn thì à, gia nhập vào à, thị trường vào à, năm 1999 là mẫu xe Siêu 5HU các bạn đến năm 2003 thì Siêu V phanh đĩa ra đời các bạn thì à, nhiều cải tiến theo nhiều năm các bạn 2006 đến 2009 20 À, cho đến nay là 2024 các bạn. Thì mẫu Seawood vẫn à, được phát triển và vẫn giữ được một cái nét đặc trưng của cái dòng xe số phổ thông về à, bộ chế hòa khí các bạn. Thì à, tất cả các dòng xe được nâng cấp như à, dòng à, Seawood đã có dòng Seawood FI các bạn nâng cấp được phun xăng điện tử Jupiter, Jupiter Fin hiện nay là những cái mẫu xe à, số cao cấp các bạn. Thì à, mẫu xe Seawood vẫn giữ được một cái nét truyền thống là bộ chế hòa khí các bạn, không có sử dụng một cái công nghệ À, nào trong đây Nên như là đèn led vẫn giữ nguyên là pha đèn trước vẫn giữ uh, sử dụng là bóng halogen này các bạn Đó. kết hợp với hai cái đèn xi nhan hai bên vẫn là bóng halogen các bạn thì ở mẫu xe Seawood không có mà đèn led các bạn tại vì một cái nét đặc trưng của cái dòng xe đã phát triển như vào năm 99 cho đến nay thì 2024 thì mẫu xe giảm được nhiều bạn ưa chuộng như bạn về kiểu dáng thon gọn những cái màu sơn mới hiện nay nè các bạn như màu xanh trắng mình đang quay cho các bạn này. một cái mẫu màu sáng à, cũng như một cái nét đẹp ở cái mẫu xe si thường các bạn nhiều bạn trẻ à, mơ ước niềm mơ ước của bao nhiêu bạn trẻ các bạn hồi lúc trước đó, mình à, khi mà mình mới biết à, chơi xe các bạn thì mình cũng ao ước được một cái em nó để mình chạy đi làm đi chơi hoặc mình đi học các bạn cực kỳ là đẹp luôn các bạn với một cái thiết kế đơn giản thôi À uh, nét đặc trưng của dòng Seawood các bạn thì uh, vẫn giữ nguyên bạc như yếm trước nè. Thì vẫn giữ nguyên là một cái mẫu yếm thon gọn kèm theo đó là những cái mẫu tem đơn giản nhưng mang lại vẻ đẹp cho cái phiên bản Seawood bộ chế họ khí các bạn. Thì ở yếm trước chi phối là như là tem mặt à, nạ trước nè bạn. Tem yếm trước là phần trước gồm có là một chữ Seawood 3D với uh, hai bên hông kèm theo là chữ dâm hai các bạn. Đó các bạn thấy mình sẽ quay một dòng cho các bạn xem cái phần yếm trước nha và được phối mặt nạ là màu xanh với biểu tượng logo Yamaha ở cái phần trước luôn bạn. Kèm theo một cái nét là chữ V các bạn. Trong cái hốc chữ V có có một cái phần còi rồi bạn. Khi mà các bạn bóp nó sẽ vang ra một cái tiếng thanh như bạn. Thì phiên bản mình đang quay cho các bạn là phiên bản bánh căm, phanh đĩa thì phần, uh, phần heo dầu trước thì cũng được uh, phối là heo dầu màu đen thay vì thế hệ trước là màu vàng độc nữa bạn. Thì ở dòng uh, SeaWood uh, phiên bản phanh đĩa bánh căm thì được phối heo dầu màu đen niền vẫn là niền Goshi các bạn niền trước và niền sau của Seawood nó bằng nhau các bạn 17 nhân 1.4 thông số lớp trước là 70 90 17 các bạn lớp sau là 80 90 17 một cái mẫu lớp của Seawood, đa số là dòng Seawood sử dụng một cái mẫu gai Maxxis này các bạn đây mình sẽ quay cận cảnh về cái động cơ của dòng uh, Seawood bộ chế hoặc khí cho các bạn xem nha bộ chế hòa khí còn gọi là bình xăng con là nằm trên các bạn động cơ là nằm dưới các bạn ở dòng Seawood là không có nước làm mát là mát là không khí cho nên ở cái phần đường, uh, đầu động cơ các bạn còn gọi là đầu bò với cái nòng xi lanh đó các bạn là có những cái đường rãnh này các bạn cái đường rãnh để nó thoát nhiệt cho động cơ các bạn khi mà các bạn chạy những cái đoạn đường nóng á, thì những cái rãnh đó nó sẽ tải nhiệt bớt các bạn và thứ, thứ hai nữa là gió nó lùi vô làm mát uh, bớt cho động cơ. Tại vì ở cái mẫu xe số phổ thông thì không có sử dụng nước làm mát các bạn. Đặc trưng của dòng Siêu đó các bạn là uh, cái dàn chân là màu xám các bạn. Thì ở dòng Siêu vẫn là bốn số các bạn. Động cơ 110cc bốn uh, thì hai quan sử dụng động cơ cho hc và các bạn và hộp số là trang bị hộp số bốn cấp. Thì ở mẫu uh, Siêu nó liền ở phần dàn chân luôn các bạn từ ốp lóc nè được phối một cái màu xám ốp ờ, cạch te hoặc những cái ờ, gấp các bạn đều là một cái màu xám liền lạc cho nó sáng ở phân khúc dàn chân các bạn một cái thay đổi tiện nghi cho các bạn là ở vụt sau của dòng Seawood mới hiện nay thì cũng được thay đổi như là so nó lớn hơn ti phục nó lớn các bạn cho cái độ đàn hồi nó im hơn ở thế hệ trước các bạn thì cải tiến một số tính năng để cho các bạn sử dụng tốt nhất thôi còn đa số mẫu Seawood vẫn giữ được một cái nét truyền thống các bạn niền sau vẫn là niền của C 17 nhân 1.4 này trước và niền sau bằng nhau và giỏ thì sử dụng vỏ gai maxis, các bạn lớp sau là 80 90 17 các bạn lớn hơn lớp trước lớp trước là lớp dẫn hướng còn lớp sau là chịu tải các bạn thì ở mẫu siêu dẫn mở yên sau luôn các bạn chì phá vẫn giữ là chìa phá dẹp các bạn 3 trong 1 ở mẫu Seawood vẫn uh, sử dụng bình nướng các bạn một cái uh, nét đặc trưng của mẫu xe Seawood đó bình ác quy là nằm dưới quá trong uh, mình uh, cái học của Seawood và có kèm theo là một cái đầu tiếp mở buggy và một cái cái dít này các bạn đó những cái phụ tùng kèm theo của uh, dòng xe uh, Seawood được gắn vô yên luôn các bạn một cái uh, đầu dít và một cái tiếp mở buggy bình xăng uh, lớn nằm phía trong và hiện tại là cái mẫu uh, Seawood mới hiện nay là cái nắp bình xăng không có lỗ thông hơi nha các bạn đây không có lỗ thông hơi các bạn lỗ thông hơi là được làm một cái ống ở trên cái bình xăng các bạn thông vô một cái uh, bầu của sự hệ thống xử lý khí thải các bạn đây xe mới là chưa xăng nha các bạn đó. khi mà xe mới thì uh, nhà máy người ta có đổ một cái chất bảo quản cho mình xăng các bạn khi mình lưu kho nó không có bị xét nha các bạn đó, cản vẫn giữ nguyên là một cái cản inox cầm nắm cực kỳ là dễ chịu nó bo bầu mấy cái góc đó các bạn hầu như là siwitz là không có phá cách các bạn vẫn giữ một cái nét đặc trưng của mẫu xe truyền thống chỉ có thay đổi một số tính năng như là phần bô này các bạn bô của mẫu xe mới hiện nay mà nhiều bạn hay khó chịu nó có cái tiếng à, tùm tùm các bạn cái cái tiếng đó là của cái à, hệ thống xử lý khí thải các bạn chứ không phải là cái mẫu bô à, nghe các bạn khi mà lên ga nó sẽ phát ra một tiếng đó. và nhiều bạn hay khó chịu ở mẫu bô siwitz à, mới hiện nay á Đồng công tắc dẫn là nguyên một cùm riêng gợi các bạn. có pha, xi nhan và nút còi. Và một cái phần le khi mà các bạn sáng mà các bạn khởi động á khó thì các bạn cứ kéo le ra các bạn nổ máy các bạn nè. Một hai cái các bạn sử dụng. Bên uh, tay phải dẫn là nút tắt đèn và nút uh, khởi động xe nè các bạn. Một cái mẫu xe hầu như là thon gọn các bạn mình có thể sử dụng đi làm đi chơi hoặc đi học được, điều đẹp các bạn. Ở mẫu ở dòng xe Seawood là 2.08 trên 100 km các bạn. Là một lít xăng mình có thể chạy được tầm khoảng 50km, 50 cây số các bạn, 4 máy 50 các bạn. Ở tại vì ở cái bộ chế hòa khí thì nó mức tiêu thụ nhiên liệu nó nhiều hơn ở dòng FI các bạn. Một cái mẫu xe phổ uh, thông mà ai cũng thích các bạn, về kiểu dáng cũng như những tính năng ở trên dòng xe các bạn. Xin chào